Yo, mọi người thấy view phê không? Mình đang ở xã Đồng Văn, ở Bình Liêu. Và hôm nay mình sẽ trên tay một cái món đồ không thể thiếu khi chúng ta đi outdoor camping. Đấy. Đó chính là bộ bàn và ghế. Và mình phải trên tay, tại vì thực ra đồ mình thuê thôi. Nhưng mà cái hàng vừa về tối hôm qua thì sáng hôm nay bọn mình đã thuê được. Thế nên là các bạn nhìn này, còn nguyên tem, đai, nguyên kiện. Và đây là bộ bàn ghế đến từ hãng Nature 2. Ai mà chơi đồ camping hay outdoor nhiều thì biết. Rất là mới. Đấy, của nhà Mây Mây Năm, nhà Mây File. Mọi người có thể book đồ, thuê rất nhiều đồ dã ngoại, lều lủng ở đấy. Thì team của mình, ekip của bọn mình đi hôm nay thì bọn mình đã book 7 cái ghế, mỗi đứa một cái ngồi cho sướng. Nhưng mà hôm nay bây giờ mình sẽ chỉ unbox 2 cái thôi. Giữ nguyên tem cho đẹp. Rút ra này. Nó là unbox thôi nhưng mà nó bị dính đất tại vì mình vừa mới thử mở ra ở đây. Và rút ra này. Này. Đơn giản easy game này này. Đóng vào, mở ra, đóng vào, mở ra. Setup rất nhanh, chưa đến 1 giây. Và đây sẽ là góc view của mình ngắm bên hông này. Để chìa khóa ở đây cho chắc. Xong mình đi lấy tiếp. Để điện thoại ở đây tiếp. Tiếp theo. Đấy là hoa văn thổ cẩm. Cái này mình vứt trên đây. Mình chỉ bóc 2 cái thôi. Chọn một cái nữa. Đây. Màu đen. Nhìn thấy chân màu đen rồi. Màu xanh đen. Nó có mesh với lại cái xe này không các bạn ơi? Xanh đen, màu yêu thích của mình. Nature 2. Cầm vào đây nha. 2, 3. Biến hình rất là nhanh. Chắc chưa đến 1 giây. Pạch. Ngồi thử xem nào. Ui. Ôi, vitamin D. D, 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 D. Và view này các bạn ơi, chưa xong. 2 cái ghế nhưng mà phải có một cái bàn đây để mình có thể đặt đặt loa, đặt nước, cà phê, nhiều thứ nữa. Thêm cũng là một cái này, cái túi này thậm chí nó còn nhỏ hơn cả cái túi chân. Xem này, và rất là nhẹ thôi. Đây là ghế. Đây là bàn. Bàn nhỏ hơn cả cái túi ghế. Cũng là hãng Nature Life. Tháo cái tem đây. Gì nữa đây? Cái bao này chính là cái mặt bàn luôn. Đây. Nó sẽ căng lên như này. Ok. Được, đặt ra ngoài đây xét luôn. Những cái đồ camping nó luôn mang đến cái sự thích thú của mình, tại vì mình rất là thích xếp hình. Ok, đóng lên nắp trên này. Easy chưa? Mình đang đỗ ở gần một cái quán, gọi là quán bia địa phương. Buổi sáng các anh vẫn đang nhậu và đánh bia. Rồi, xong phần khung. Tiếp theo là căng phần mặt. Đây thôi. Chỉ là ấn vào khớp. 4 khớp. Khi mà nó căng ra thì cái khung ở dưới nó cũng sẽ chắc. Khi mình sẽ đặt ở đây một chút lên tảng đá đi. Lấy lại cái view ở ghế bên này. Đây. Rồi. Sơ cua là thế. Và đây sẽ là set cái góc cảnh cuối cùng. Tí nữa thì mình chắc là mình sẽ lấy thêm cà phê nhé, để ở đây. Rồi, hiện tại nó là như này. Rất là nhanh, set rất là nhanh. Ghế mới tinh. Đây là mình trên tay được combo của Nature 2. Và rất là cảm ơn Mayfi đã hỗ trợ bọn mình, cho bọn mình trên tay những món đồ mới toanh toanh như này.
và có giá thuê cả đồ, bàn ghế rồi lều, đèn rất là rẻ. Cảm ơn Mayfair. Và bây giờ là chỉ còn tận hưởng nữa thôi. Gió mát lành của vùng núi, tiếng suối róc rách, lúa thì sắp chín. Bình Liêu thật tuyệt vời. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trên những chặng đường tiếp theo cùng với Sương Media. Chúng ta cứ đến đâu có món đồ gì hay mình sẽ giới thiệu, review mọi người, cũng như là mọi người comment đi, có cái gì cần hỏi han, cần tư vấn thì bọn mình sẽ cố gắng trả lời hết mọi người sau khi đúc rút ra những chuyến đi thực tế này của bọn mình. Còn bây giờ xin mời mọi người ngắm view.